Hà Nội ban hành công điện khẩn ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Đêm ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành công điện số 13 UBND về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Để chủ động ứng phó với lũ lớn trên sông, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các cấp, các ngành căn cứ tình hình mưa lũ, chủ động kiểm tra, ra soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đề. Phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với địa bàn. Phạm vi, lĩnh vực quản lý, tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động ở khu vực bãi sông, trên sông biết để chủ động phòng, tránh bảo đảm an toàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến người dân ở tại các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các vùng ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ lũ rừng ngang bằng nhiều hình thức để thông báo, cảnh báo người dân, tăng cường tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền đến từng tổ chức, hộ gia đình, tổ chức trực ban ứng trực 24 trên 24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bố trí cán bộ trực ban 24 trên 24 giờ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, theo dõi sát sao các bản tin dự báo cảnh báo mưa lũ, kịp thời báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố khi có sự cố, tình huống bất thường, duy trì liên lạc thường xuyên với các địa phương, đơn vị để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời, sẵn sàng lực lượng. Phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra, duy trì lực lượng ứng cứu nhanh, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, y tế để ứng cứu kịp thời, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về việc xả lũ các hồ chứa thủy điện thượng nguồn, lũ lớn trên các tuyến sông, kịp thời thông báo cho người dân ở những vùng thấp chúng có khả năng bị ngập hoặc có nguy cơ bị sạt lở biết để chủ động phòng tránh không để người dân đến những khu vực bị ngập có nguy cơ sạt lở chủ động ra soát sẵn sàng các phương án sơ tán người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết xác định các khu vực nguy hiểm khu vực có địa hình trũng thấp dễ xảy ra ngập sâu cô lập khu vực sát bờ sông nguy cơ sạt lở nguy hiểm khu vực bãi giữa sông hồng lên danh sách các hộ dân cần sơ tán chuẩn bị các điểm sơ tán an toàn đảm bảo đủ chỗ ở lương thực nước uống thuốc men cho người dân, hướng dẫn người dân nắm rõ quy trình, thao tác khi có lệnh sơ tán, kiên quyết triển khai phương án sơ tán, đảm bảo an toàn đối với người dân, phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, hộ gia đình cần sơ tán, đảm bảo không bỏ sót người dân. Yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công trên sông, ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình, ra soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản sản xuất nông nghiệp nơi bãi sông chủ động thu hoạch hoa màu ở những vùng bãi thấp chúng có nguy cơ bị ngập lũ thường xuyên kiểm tra hoạt động của các đò ngang đò dọc các phương tiện nổi trên sông để đảm bảo an toàn cho người phương tiện cần thiết tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn có phương án bảo vệ tài sản kho tàng hàng hóa của nhà nước và nhân dân ở những vùng có khả năng bị ảnh hưởng của lũ di chuyển chất dễ cháy nổ hóa chất độc hại ra khỏi vùng bãi sông đảm bảo an toàn về điện. Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về đê điều ngay từ giờ đầu. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó đối với những tình huống xấu có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo đúng quy định của luật đê điều và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 01 2009 ttbnn ngày mùng 6 tháng 1 năm 2009. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô giám đốc công an thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án hiệp đồng với các lực lượng chức năng của thành phố để triển khai các biện pháp phòng chống lũ và ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động hỗ trợ công tác di rời cứu hộ cứu nạn người dân tại các khu vực nguy hiểm tăng cường tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân và tài sản hướng dẫn điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy giám đốc sở giao thông vận tải chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan phối hợp với công an thành phố Hà Nội và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát, sẵn sàng triển khai phương án phân luồng tổ chức giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, cầu qua sông, kịp thời xử lý sự cố, kiên quyết ngăn chặn hoạt động của những phương tiện giao thông thủy không đảm bảo an toàn, kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền và hoạt động tại các bến cảng, khu neo đậu để đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra ra soát hệ thống đê điều kè cống trạm bơm các công trình phòng chống lũ khác đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả kiểm tra kỹ thuật đánh giá hiện trạng khả năng chịu lực của hệ thống đê điều kè sửa chữa gia cố ngay các vị trí sung yếu hư hỏng kiểm tra bảo dưỡng các trạm bơm cống đảm bảo vận hành tốt khi cần thiết chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị nhân lực để xử lý sự cố đê điều kè kiện toàn các đội xung kích kiểm tra đê điều sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn đê điều, hồ, đập, các công trình thủy lợi. Tổ chức trực ban 24 phần 7 theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công điện này và công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những vấn đề đột xuất phát sinh, vượt thẩm quyền. Giám đốc Sở Công Thương giả soát phương án đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân đặc biệt là tại các khu vực bị ảnh hưởng chia cắt bởi mưa lũ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, sẵn sàng phương án hỗ trợ các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất bị thiệt hại do mưa lũ, phối hợp với các đơn vị liên quan để vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến các vùng bị cô lập, khó khăn. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giả soát, thống kê các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực có nguy cơ cao sẵn sàng phương án hỗ trợ chăm sóc bảo vệ các đối tượng này trong và sau mưa lũ kịp thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên hỗ trợ tinh thần cho người dân khi có tình huống xảy ra giám đốc sở y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm tại các khu vực có nguy cơ cao và các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc vật tư y tế hóa chất xử lý môi trường để ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra tổ chức các đội y tế lưu động, sẵn sàng khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng, phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trong và sau mưa lũ. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung toàn bộ nhân lực, trang thiết bị khẩn trương triển khai ngay giải tỏa cây đổ, cành gãy, xử lý thu dọn cây đổ, cành gãy, dựng lại cây, trồng thay thế và dọn vệ sinh, kiểm tra, ra soát các công trình xây dựng, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đặc biệt tại các khu nhà tập thể cũ ở khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ di rời người dân, tài sản tại các khu vực nguy hiểm, bảo đảm nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình mưa lũ, chỉ đạo các nhà mạng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó với mưa lũ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình mưa lũ, các biện pháp phòng tránh ứng phó đến người dân thông qua các kênh truyền thông đại chúng và mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Tổng công ty Điện lực Hà Nội ra soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng phương án cắt điện khẩn cấp khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân, sau đó khôi phục trong thời gian nhanh nhất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để khắc phục sự cố điện do mưa lũ gây ra, trong đó ưu tiên không để ảnh hưởng đến các trạm bơm tiêu thoát